ở Wichita đã dùng óc sáng tạo và một dụng cụ độc đáo để mà làm tan băng trên bãi đậu xe thuộc cơ sở kinh doanh của ông. Theo bản tin của đài truyền hình KSNW, trong khi nhiều cư dân ở Kansas phải cào băng đá hoặc là xúc tuyết ra khỏi lối xe chạy vào nhà hoặc là trong bãi đậu trước tiệm vào ngày thứ Năm, ngày 22 tháng 2, thì ông Nathan Phạm, một cư dân gốc Việt, lại có một sáng kiến mới dùng lửa chọi với băng đá. Ông nói với đài KSNW, "Chúng tôi mua máy này cũng lâu rồi. Vợ tôi mua về cho tôi cách đây chừng 6 tháng. Tôi không có dịp dùng nó một cách an toàn. Cho nên khi chúng tôi thấy băng đá, thấy tuyết trắng, đây là cơ hội cho chúng tôi đem ra dùng và thấy cũng vui." Cuối cùng thì ông Nathan Farm cũng có dịp dùng máy bị phun lửa. Với điều kiện là ông cần đeo kiếng an toàn, máy phun lửa hay là máy thổi lửa có tiếng Anh đó là flame thrower. Ông cho biết về buổi thổi lửa rất ngoạn mục, máy làm việc rất tốt. Và ông đã quay phim cảnh chồng dùng máy phun lửa để mà phá băng trên bãi đậu xe của họ. Bà đăng video trên mạng xã hội Facebook và từ đó đoạn video này nhanh chóng nhận được hàng chục người like, chia sẻ và cho ý kiến. Đài KSNW có hỏi Nathan Phạm về việc ông trở thành một ngôi sao mới trên vòng trời Internet, thì ông cười và cho biết, "Tôi chỉ làm cho vui thôi, tôi không mong đợi nổi tiếng nhờ chuyện đó." Cũng nhắc đến sự an toàn, coi đó là một mục tiêu ưu tiên hàng đầu do dùng máy phun lửa. Ông nói, "Chúng tôi muốn chắc chắn rằng chúng tôi có bình cứu hỏa ở gần và dùng máy ở ngoài trời." Trong khi đó, một phát ngôn viên sở cứu hỏa Wichita nói rằng việc dùng máy phun lửa để làm tan băng không phải là một phương pháp an toàn và sở cứu hỏa không khuyến khích việc đó. Ông Stewart Beavis, chỉ huy cứu hỏa Wichita, nói với đài KSNW, "Máy phun lửa được chế tạo để mà dùng trong ngành nông nghiệp và việc làm tan băng không nằm trong mục đích của máy. Nếu có sự thiệt hại xảy ra cho tài sản có việc dùng một máy như vậy sẽ bị điều tra như là trong một vụ cố ý phóng hỏa." Một người mẹ ở Đài Loan đã lén chụp một tấm hình hai thanh niên gốc Việt nhường thế cho con của bà trên một chuyến xe điện để mà trở về nhà sau mùa Tết. Một bức hình cho thấy hai thanh niên chia sẻ một ghế ngồi trên một chuyến xe điện chật cứng người, nhường ghế bên cạnh cho hai em bé, đã tạo nhiều thiện cảm trên mạng xã hội tại Đài Loan. Hai thanh niên trong hình đó là công nhân Việt Nam, hai anh này có đầu nhuộm tóc vàng và cắt kiểu tóc da đỏ. Thế nhưng, đó chỉ là bề ngoài, tấm lòng bên trong họ đã được thể hiện có việc nhường ghế cho người khác. Mẹ của hai em bé được nhường ghế đã cảm kích và chụp hình để chia sẻ trên mạng xã hội, đưa đến nhiều lời khen dành cho hai anh công nhân gốc Việt này. Tin của Taiwan News vào ngày thứ Năm, ngày 22 tháng 2, cho biết là hai thanh niên Việt Nam ngồi chung một chiếc ghế trên một chuyến tàu Tết đông đúc để nhường ghế còn lại cho hai em bé người Đài Loan. Tấm hình ghi lại hành động đẹp đẽ được bà Ruyen Wu, mẹ của hai em bé, chụp lén và chia sẻ trên mạng với mọi người. Bà Wu cho biết hành động của hai anh chàng tốt bụng diễn ra trên một chuyến tàu từ thành phố Đào Viên đến thành phố Cơ Long của Đài Loan vào ngày nghỉ cuối cùng của dịp Tết âm lịch vừa qua. Gia đình bà trở về Cơ Long sau mấy ngày vui xuân ở quê nhà. Sau khi lên chuyến tàu chật kín người trở lại thành phố sau kỳ nghỉ kéo dài 6 ngày, bà nhanh chóng tìm được hai ghế trống cho hai đứa con nhỏ của mình và không hề hay biết rằng đó là ghế đã được đặt chỗ trước. Hai thanh niên mà theo mô tả của bà Wu là người nhập cư lao động Việt Nam đã lên tàu và phát giác chỗ ngồi của mình đã bị người khác giành mất. Họ cố gắng nói với bà bằng tiếng Hoa không rành rằng là họ sẵn sàng chia sẻ một ghế cho gia đình của người phụ nữ chưa từng quen biết. Tờ Taiwan Times ghi lại lời của bà Gu như vậy. Một trong hai thanh niên có mái tóc nhuộm vàng ngay lập tức ngồi vào ghế trong. Người còn lại thì ngồi lên lòng bạn của mình để chừa ghế còn lại cho hai đứa trẻ. Bà Gu kể với báo mạng địa phương. Người mẹ Đài Loan cho biết là bà vô cùng xúc động trước hành động trên và đã cảm ơn hai người lạ mặt tốt bụng đã giúp chuyến trở về nhà của gia đình bà một cách dễ dàng hơn đôi chút.
Sau khi về đến nhà, bà lập tức chia sẻ hình ảnh đẹp do bà chụp và đưa lên mạng xã hội với những lời đầy cảm động. Người mẹ cũng không quên viết lời cảm ơn hai anh bạn trẻ đã ngồi trên nhau trong suốt chuyến xe như vậy. Tấm hình đã tạo nên cơn sốt trong cộng đồng mạng Đài Loan. Taiwan News cho biết, bên dưới bản tin của Taiwan News, một số người Đài Loan đã chia sẻ những câu chuyện tốt bụng tương tự mà họ đã từng gặp từ những di dân đến xứ sở này để mà kiếm sống. Có người viết rằng họ cũng mong dân ở nơi đây cũng nên làm theo gương tốt từ những dân lao động nhập cư này. Người Việt ở Mỹ thường hay nói đùa, ở Việt Nam thì tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Tuất, tuổi Hợi này nọ. Chứ qua đây rồi thì ai cũng chỉ có mỗi một tuổi, đó là tuổi Trâu. Bởi đi cày quanh năm suốt tháng, lo trả bill và lo cho thế hệ mai sau của mình. Làm hãng thì được chuộng vì khéo tay. Năm 2000 khi gia đình đến Mỹ, anh chị tôi bắt đầu kiếm sống bằng nghề công nhân trong hãng chế tạo và lắp ráp thiết bị điện tử, vũ khí sát thương hay các bộ phận của máy bay, lương chỉ có 7 đồng một giờ. So với làm neo thì làm hãng ít tiền hơn, nhưng họ được chủ mua bảo hiểm y tế, đóng thuế đầy đủ, nghỉ lễ, bệnh hay phép cũng được trả lương đàng hoàng. Hãng gần 200 người, chủ yếu là người Việt, từ phòng thiết kế tới dây chuyền lắp ráp và test hàng này nọ. Chủ rất chuộng người Việt vì tính chịu thương, chịu khó, không nề hà gian khổ và đặc biệt là rất khéo tay. Những dây chuyền lắp ráp các thiết bị đòi hỏi tính nhẫn nại và chi tiết rất cao. Vỗ tay người Mỹ, người Đông Âu hay Mỹ da màu, trước sau gì cũng hư bột hư được. Chứ Việt Nam thì khỏi lo, đào tạo vài ngày và làm việc ngon ơ, vô máy test chất lượng không ai bị kịp. Có điều là người Việt quá đông, đụng mặt nhau mỗi ngày, trước sau gì cũng sinh ra đủ chuyện nội bộ mất đoàn kết. Kiểu người này được tăng ca mà người kia không được, ghét. Lương đứa này cao hơn đứa kia, ghét. Chuyện bí mật lương bổng là vấn đề vô cùng tối kỵ với người Mỹ. Nhưng với nhiều người Việt thì vô tư, làm bao nhiêu thiên hạ biết hết. Nhỏ đó thuộc phe này, không chơi với phe kia, ghét. Con đó mỗi năm về Việt Nam cả tháng trời, riêng mình không được đi cũng ghét. Trời ơi, ngày nào ngồi nghe anh chị tôi kể về chuyện công ty, tôi cũng vừa cười vừa méo. Nhưng cũng do phải trả những benefit hợp pháp đã góp phần đẩy chi phí đầu vào tăng đáng kể, kéo theo giá thành sản phẩm không có tính cạnh tranh và tất nhiên là lợi nhuận cũng giảm theo. Vào khoảng năm 2004, công ty của anh chị tôi và rất nhiều hãng xưởng khác đã chuyển phần lớn các bộ phận chế tạo không cần công nhân có tay nghề cao ra nước ngoài như Mexico hay là Philippines. Những nơi có giá công nhân cực rẻ, không nhiều benefits hay thuế thu nhập thấp nhằm tăng lợi nhuận. Nhiều người trong hãng đã chuyển qua làm nails hay hớt tóc, hoặc là dọn đi các tiểu bang khác vì cuộc sống sinh nhai. Công ty đóng cửa, một người anh của tôi đi làm thợ hớt tóc, anh và chị còn lại chuyển qua làm nails. Tuy hơi vất vả, nhưng cũng giúp đỡ gia đình ở Việt Nam lẫn Mỹ qua giai đoạn đầu chập chững khó khăn. Và năm 2012, trong chương trình cải tổ kinh tế, Tổng thống Obama đã kêu gọi các công ty Bring Jobs Back to America để tạo công ăn việc làm cho người Mỹ. Hay mới đây, Tổng thống Donald Trump luôn miệng la làng là sẽ nghỉ chơi với Trung Quốc để lôi kéo các công ty về lại Mỹ. Nhưng mãi tới giờ, chúng ta thấy công ty nào chịu quay về trong nước để sụt giảm lợi nhuận, coi bộ lời kêu gọi đó cũng khá là gian nan. Không biết bắt đầu từ đâu mà tác giả cứ háo hức sẽ nói một cái gì đó, một góc khuất ẩn chứa, đắm chìm về thân phận của cộng đồng người Việt trên đất Mỹ. Bằng chính cảm xúc từ những suy nghĩ bắt gặp trên dặm đường ngược xuôi từ Dallas đến California. Có những thành phố xinh đẹp như San Francisco, Los Angeles, Houston, San Jose, nơi có nhiều người Việt đang sinh sống,
có phải là do chính cái hạn hẹp của sự hiểu biết khi tác giả chưa đặt chân đến đất nước văn minh này không? Từ trước đến giờ, tác giả chỉ nghe và nói nhiều về cuộc sống sung túc của người Việt ở Mỹ. Đến đây tác giả mới hiểu ra những điều nhỏ nhặt khác của bà con Việt Kiều mỗi lần họ về thăm quê hương. Không như mình nghĩ, họ đầy tâm trạng, giàu nghèo thì nơi nào chẳng có. Ở đây không ít người phải dành dụm, tằn tiện từng đồng chi tiêu, nhiều năm trời mới có được một chuyến trở về nguồn cội, viếng mộ ông bà tổ tiên, thăm bà con ruột thịt. Một người anh ruột của tác giả thuộc lớp người đến Mỹ tương đối sớm, hiện sống tại Dallas, bang Texas, trò chuyện với tôi vào những ngày cuối năm. Giọng anh trầm hẳn khi nhắc lại không khí những ngày cận Tết ở quê nhà. Nhiều người sống Việt Nam hay ở Mỹ thường đứng trên quan điểm vật chất là tiền bạc để đánh giá cuộc sống bên nào tốt hơn. Họ quên rằng con người sống trong xã hội nào đi nữa thì ngoài tiền bạc ra còn có những giá trị tinh thần mà nếu thiếu đi thì cuộc sống sẽ mất hết ý nghĩa và buồn chán, cho dù ta có rất nhiều tiền. Anh chiêm nghiệm và chia sẻ như vậy. Anh cho biết những ngày đầu đặt chân đến Mỹ, nhiều người đi làm trong các hãng một giờ được 6 đến 8 đồng, làm từ 6 giờ đến 22, 23 giờ, nhưng họ cảm thấy cuộc sống cũng vui vẻ vì nhìn thấy những đứa con của mình được học hành ở một đất nước tiến bộ với môi trường thật là tốt đẹp và một tương lai sáng lạn đầy hứa hẹn. Phần lớn là trong số họ không ai đặt nặng vấn đề qua Mỹ để tìm cơ hội cho chính mình, mà chủ yếu là vì tương lai của lớp trẻ, của thế hệ tiếp theo. Vì thế họ cảm thấy thanh thản và tự giải đáp rằng trong cuộc sống, cái gì cũng có cái giá của nó. Vấn đề là khi chọn thì phải chấp nhận mà vui sống. Thực ra hầu hết những người Việt đang sống ở Mỹ, nhất là thế hệ đầu tiên đến đây sau năm 1975, đều mang một tâm trạng cô đơn. Càng về già, nỗi cô đơn ấy càng lớn. Đến tuổi này người ta nhận ra rõ hơn về nguồn cội, về những mất mát riêng tư khi phải xa rời quê nhà, xa rời cha mẹ, xa rời vùng đất chôn nhau cắt rốn. Đến California, tác giả gặp nhiều người Việt sống tại đây, họ thường gặp gỡ nhau để mà chia sẻ vui buồn, chuyện trò, bù khú vào những kỷ niệm ở quê nhà, bù lấp vào những khoảng trống ở tâm hồn trong những năm tháng cuối đời nơi đất khách. Lớp trẻ thì dường như không mặn mòi vì không cùng tiếng nói chung với thế hệ của người cao tuổi. Từ đó nỗi cô đơn của họ càng trở nên dữ dội hơn. Có một người bạn khác tâm sự rằng đa số người Việt nhập cư sang Mỹ sau năm 1975 thuộc rất nhiều thành phần khác nhau. Phần lớn người Việt sau đó được bảo lãnh theo diện thân nhân, hầu hết họ không còn trẻ nữa. Việc phải trải qua cuộc sống mới nơi xứ lạ quê người, sự khác biệt về văn hóa, đặc biệt là ngôn ngữ, hết sức là khó khăn. Hầu hết tất cả phải bắt đầu từ những công việc lao động chân tay đơn giản với đồng lương tối thiểu. Đồng tiền kiếm được không vào đâu so với chi phí đắt đỏ Mỹ. Cái trở ngại lớn nhất đó là ngôn ngữ, là tiếng Anh. Không có tiếng Anh thì đi đâu, làm gì cũng vướng vấp, riết rồi đâm ra hoảng loạn. Nhiều đêm có người còn mộng mị mong về lại cố hương. Sau câu chuyện ấy, tác giả cứ ngần ngại không dám hỏi thêm gì, định bụng là ngày mai đi đến Houston thăm bạn. Nhà thơ Nguyễn Hàn Trung, tác giả vẫn tiếp tục câu chuyện này. Vượt gần 500 km đi thăm một người bạn thơ để ngủ với nhau một đêm, rồi sáng mai quay trở về Dallas. Quả là điều không dễ dàng. Đêm đó tác giả cứ phân vân, không biết mình có đủ sức vượt qua chặng đường xa xôi này không. Chú đã đến đây rồi mà không gắng một tí nữa thì đi thăm bạn khi về Việt Nam sẽ ân hận đó. Nếu không có lời khuyên ấy của Hải Nguyễn, đứa cháu ruột, thì chưa chắc là tác giả đã vượt qua được cái tuyết lạnh cuối năm giá buốt để đến được Houston. Thật bất ngờ, chưa đầy một ngày đường, chỉ vòn vẹn 6 giờ trên chiếc Mercedes của Sonny Nguyễn, đứa cháu cùng đi. Tác giả đã đến nhà Nguyễn Hàn Trung, ngồi trên xe, tác giả suy gẫm nhiều, nghĩ mà buồn cho đường xá giao thông ở Việt Nam mình. So sánh như thế thì khập khiễng, nhưng làm sao khỏi ngạc nhiên với cơ sở tầng tuyệt vời của đất nước văn minh này. Nào là cầu vượt mấy tầng, nào là freeway rộng ít nhất là 10 làn đường, xe cộ chạy có thứ tự, đúng luật dù không thấy viên cảnh sát nào suốt cả chặng đường dài đến Houston. Gặp nhau tay bắt mặt mừng,
chúng tôi suốt đêm chuyện trò từ chuyện văn nghệ, thơ phú đến chuyện vui buồn xứ Quảng. Cuối cùng, câu chuyện người Việt ở Mỹ vẫn là đề tài mà tôi muốn nghe nhà thơ bạn mình tâm sự. Nhà thơ tâm sự rằng, sống trên đất Mỹ, dù làm bất cứ công việc gì thì họ cũng phải cố gắng làm việc. Nếu không, họ sẽ rất vất vả trong việc trả chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Đặc biệt là tiền nhà, chính phủ Mỹ chỉ hỗ trợ khi người dân gặp khó khăn thật sự. Cơ cấu xã hội Mỹ và những chiếc bẫy tín dụng từ ngân hàng buộc người ta phải làm việc để có được một cuộc sống tốt. Làm việc, kiếm tiền, mua tài sản rồi là phải làm việc, trả nợ. Một cái vòng luẩn quẩn xoay chuyển, áp lực cuộc sống buộc mọi người phải làm việc liên tục. Điều đó dẫn đến xã hội làm ra của cải vật chất nhiều hơn, giúp xã hội phát triển tốt hơn. Và cũng đúng thôi, ở đâu chẳng thế. Muốn hưởng thì phải có làm, có thành quả thì mới hưởng được chứ. Ở Mỹ cũng vậy. Bạn có cuộc sống tốt, mọi điều kiện đều tốt đối với bạn, thì bạn phải làm việc để mà bạn trả cho những cái chi phí đó để mà bạn được hưởng. Lúc ở quê nhà, Trung vốn là người hay lý sự. Khi nói ra điều này, dường như anh muốn khẳng định là dứt khoát với tôi như vậy, đừng cãi ông Quảng Nam ạ. Chuyện anh vừa nói tôi cũng đã biết. Về thu nhập bình quân tạm gọi là ổn định của người Việt ở đây là khoảng chừng 25 đến 45 ngàn một năm. Đây chỉ là thu nhập dưới trung bình, dĩ nhiên vẫn có người Việt mức lương thật cao bởi vì làm việc cho những chuyên ngành đặc biệt với thu nhập cao trên 100 ngàn, nhưng chỉ là thiểu số. Ở Mỹ mà nói là một người giàu hay nghèo thì phải xem đó là so với cộng đồng nào. Thôi đâu cũng thế, so sánh làm gì cho nó khập khiễng. Có điều phải khẳng định là sống trên đất Mỹ, cơ hội luôn luôn chào đón tất cả mọi thành phần nếu những thành phần đó luôn biết cố gắng và biết nắm bắt, vươn lên. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.